Chào mừng quý vị đến với bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 5 tháng 3, nhận định soi kèo Viettel với Sài Gòn FC, 19 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3. Nhận định soi kèo Viettel và Sài Gòn FC, 19 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3, giải V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Viettel với Sài Gòn FC từ các chuyên gia hàng đầu. Nhận định soi kèo Viettel với Sài Gòn FC. Viettel đã có trận đấu mở màn khá thành công khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Bình Định. Nhưng cũng phải nhận định rằng Bình Định ở trận đấu đó thiếu quá nhiều cầu thủ và cả huấn luyện viên Đức Thắng. Viettel ở trận đấu đó thi đấu trên sân khách và họ được triển khai lối chơi sở trường là phòng ngự phản công. Nhưng ở trận đấu này trên sân nhà, Viettel buộc phải chơi tấn công khi được đánh giá là cửa trên. Ở mùa giải năm này, Viettel đã mất đi Ngọc Hải và Trọng Hoàng nơi hàng thủ. Vì thế nếu chuyển sang chơi tấn công thì một mình Tiến Dũng là không đủ quán xuyến hết được. Một điểm đáng lưu ý nữa là hai trung phong Pelo Giovane chỉ thực sự hay khi chơi phản công. Còn như khi thi đấu cho Hà Nội thì họ thật sự đã mất hút. Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương mùa giải này chuẩn bị khá âm thầm. Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, Sài Gòn vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Ở trận khai mạc dù để dẫn 2-1 trước nhưng Sài Gòn vẫn có được bàn gỡ hòa với sự tỏa sáng của các ngoại binh. Đỗ Merlo và André Vieira vẫn thực sự là mối nguy hiểm cho mọi hàng phòng ngự bởi lối chơi căng nước và dung mãnh của mình. Chơi trên sân khách với Sài Gòn một điểm cũng là thành công. Tỷ lệ kèo Viettel với Sài Gòn FC. Soi tỷ lệ kèo châu Á, có một điều lạ là V-League tính đến thời điểm này chủ nhà toàn thua kèo, trừ Hải Phòng. Viettel đã yếu đi nhiều khi mất đi nhiều trụ cột. Cả hai đội mới thi đấu một trận và đều chưa thua ở trận đấu đó. Với lực lượng hiện tại, Viettel cũng có để mà áp đặt được lối chơi lên Sài Gòn. Chọn Sài Gòn dương 1/2. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Để hy vọng Viettel chơi bùng nổ là điều rất khó, bởi lối chơi mà huấn luyện viên Việt Hoàng ưa thích vẫn là trình rập chờ khai thác sơ hở của đối phương. Sài Gòn cũng không việc gì phải vội vì mục tiêu chỉ là một điểm trên sân khách. Chọn xỉu 2 1/4. Đội hình dự kiến Viettel và Sài Gòn FC. Viettel, Nguyên Mạnh, Văn Thiết, Tiến Dũng, Duy Thường, Abdul Muminok, Khắc Ngọc, Tiến Anh, Hoàng Đức, Văn Hào, Pelo Giovane. Sài Gòn FC, Hoài Anh, Quốc Long, Alex Ravelo, Mạnh Cường, Văn Đạt, Tấn Tài, André Vieira, Văn Triền, Hữu Sơn, Hồng Sơn, Đỗ Merlo. Dự đoán tỷ số Viettel thắng Sài Gòn FC 1-0. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.